Thưa quý vị, mặc dù các cơ quan chức năng đã lắp đặt biển cảnh báo nghiêm cấm du khách cho khỉ ăn khi tới tham quan bán đảo Sơn Trà, việc cho khỉ ăn tự phát này không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông khi cho khỉ ăn ven đường. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại cổng chùa Linh Ứng, trên bán đảo Sơn Trà, hai chú khỉ băng qua đường, lao và giật quà từ tay em bé. Nhiều người dừng xe dưới lòng đường để ngắm nhìn và cho khỉ ăn ngay điểm đèo dốc, khúc cua nguy hiểm. Có nhiều lúc mà cho ăn mà gây cản trở giao thông và làm cho cái khỉ có khả năng tấn công những trẻ nhỏ và xách đồ của du khách. Cái đó là tôi thấy là khuyến cáo người dân nếu lên du lịch là đừng nên cho khỉ ăn. Những xe du lịch mà 5-2 chỗ mà chở khách lên bán đảo Sơn Trà hoặc lên những khu thị sò cái này, lúc đổ đèo rất nguy hiểm. Mà cái đèo này cái đường thì các bạn cũng thấy đó, cũng không có rộng lắm. Các bạn trẻ thì đứng giữa đường selfie chụp hình, tôi thấy nhiều lúc mà mình đi xe đạp ngang qua mình cũng nhắc nhở mấy bạn cũng đó cũng ra lại. Không chỉ có tại địa điểm tham quan như cổng chùa Linh Ứng, Miếu Đôi, đoạn đường từ Hồ Xanh đến cây đa Sơn Trà, chúng tôi cũng bắt gặp khỉ kéo theo từng đàn xuống lòng đường để chờ được du khách cho ăn. Để cảnh báo nguy cơ, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các khu du lịch biển Đà Nẵng đã dựng nhiều biển báo dọc tuyến đường và truyền thông trên các phương tiện, nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn. Cái tình trạng mà khỉ ở trên núi xuống đường rất là nhiều, mà một phần là do người dân người ta hiếu kỳ, phần đứng xem rất là đông, mà một số người dân là cho ăn, cho nên khỉ càng cho ăn bao nhiêu thì khỉ càng ra nhiều. Thì nói chung là một cái đường chỗ khu vực này là cái đường dốc mà xe cộ lưu thông rất là nhiều, mà theo tôi là tình trạng này là rất nguy hiểm trong vấn đề giao thông. Để chấm dứt việc du khách cho khỉ ăn tự phát ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, thiết nghĩ hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà Ngũ Hành Sơn cùng với chính quyền địa phương cần có giải pháp chế tài đủ mạnh không cho đàn khỉ xuống đường và nhắc nhở nghiêm cấm du khách không cho khỉ ăn khi đến tham quan bán đảo Sơn Trà.